Xin chân thành cảm ơn Asus và MSI đã tài trợ cho chuyến đi Computex lần này. Xin chào tất cả các bạn, mình vừa rồi mình đã đi qua booth của MSI tại sự kiện Computex 2018 và mình vớ được một món đồ rất là hay và mình sẽ giới thiệu ngay lập tức dành cho các bạn. Có hai món đồ, nhưng mà món đồ đầu tiên là mình muốn giới thiệu cho các bạn đấy chính là vi xử lý Intel Core 7 Conflict phiên bản kỷ niệm 40 năm của Intel, vi xử lý Intel Core 7 8086K. Với vi xử lý Intel Core 7 này, nó vẫn giống như là những vi xử lý Intel Core 7 Conflict khác thôi. Nó vẫn là 6 x 12 luồng, vẫn dung lượng cách như thế. Nhưng mà xung nhịp của nó có một sự thay đổi hoàn toàn, mật thực sự là hoàn toàn luôn. Bởi vì xung nhịp của nó là 5GHz. 5GHz, một con số thực sự là không tưởng với cả một vi xử lý Intel Core 7 8700K. Bởi vì độ nóng của nó như nào các bạn đã biết rồi. Nhưng mà xung nhịp của nó vẫn đẩy lên 5GHz, quá là cao đi. Nếu như các bạn dùng nó để chơi game thì thực sự là cực kỳ ngon. Và vi xử lý này đang được cắm ở trong bộ PC ở ngay đây. Đây. Và với việc xung được đẩy lên 5GHz như thế thì nó đang được sử dụng để stream game. Mà game ở đây không phải là game PC thông thường đâu, mà bộ PC này đang stream game mobile. Đây là một bộ PC mà MSI họ đã thiết kế ra để tối ưu cho việc stream game mobile. Đây các bạn có thể thấy màn hình này đang stream đây, màn hình đang chơi game đây, một chiếc iPhone đang chơi game mobile và màn hình này là bộ PC này đang stream cái màn hình đấy. Vậy làm sao để hình ảnh ở trong một chiếc điện thoại có thể đi vào được một chiếc PC mà lên mạng nó vẫn nét như thế? Thì MSI đã đưa ra một giải pháp cho các bạn về stream game mobile, đấy chính là một chiếc card capture MSI Streaming Board. Thì với chiếc card capture như thế này, các bạn cắm vào bộ PC, sau đó các bạn sẽ sử dụng một bộ chuyển màu trắng, một bộ chuyển từ cổng Lightning hoặc là những cổng mà ở trên những thiết bị di động. Các bạn sẽ xuất ra cổng HDMI và cổng âm thanh, sau đó các bạn sẽ xuất nó vào ở bên trong card capture. Nó sẽ cắm vào một đầu của card capture. Thì lúc này các bạn sẽ có thể xuất được hình ảnh từ màn hình điện thoại vào PC, và sau đó các bạn sẽ stream nó lên. Và độ phân giải mà các bạn có thể stream được đấy là 1080p, một không phải là 1080i đâu nhá, đây là 1080p. Thế nên hình ảnh của bạn sẽ rất là sắc nét. Thực ra nếu như đỉnh cao của sắc nét nó sẽ là 4K, nhưng mà nếu như các bạn stream game mobile mà 4K thì nó cực kỳ phí. Thế nên 1080p là đã quá đủ dành cho các bạn rồi. Và việc làm là 1080p nó sẽ giảm được chi phí sản xuất của MSI xuống, và lúc đấy các bạn sẽ có thể mua được sản phẩm với một mức giá rẻ hơn. Và đây là một sản phẩm rất là mới của Intel, của MSI, thế nên là nó vẫn chưa có giá với chiếc card capture này. Còn về vi xử lý Intel Core 7 này thì nó cực kỳ khó mua, thế nên các bạn chắc là nên bỏ cái suy nghĩ là mình có thể mua được vi xử lý này đi. Nó cực kỳ khó, thế nên là cái xung nhịp của nó quá là cao. Nếu như các bạn có mua được vi xử lý này thì hãy giữ nó làm kỷ niệm, bởi vì đây là phiên bản kỷ niệm 40 năm của Intel và xung nhịp của nó là 5GHz. Không phải một vi xử lý Intel Core 7 8700K nào cũng có thể kéo được lên 5GHz đâu. Cái này là cực kỳ hên xui luôn, mà các bạn có thể chắc chắn mua được một vi xử lý có thể kéo được lên 5GHz là một món hời quá lớn. Và đây là một tổng kết lại, thì đây sẽ là một góc stream game mobile của MSI. Ý kiến của bạn như thế nào về một góc stream như này? Nó quá là chuyên nghiệp đúng không? Hãy comment ý kiến phía bên dưới nhá. Còn bây giờ thì mình sẽ đi lượn sang những bot khác đây.